bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân thuộc. Tôi rời Việt Nam vào một ngày heo may tháng 8 năm 2013 với hai bàn tay trắng, bỡ ngỡ đặt chân tới một xứ sở hoàn toàn xa lạ, với khát khao trải nghiệm một cuộc sống mới ở một chân trời mới, rộng mở hơn, khoáng đạt hơn, với hy vọng cái hố đen khắc khoải của cảm giác vô nghĩa, vô định trong tôi sẽ được lấp đầy. Cảnh sắc thanh bình và khí hậu ôn hòa, dịu nhẹ của nước Anh phần nào khiến lòng tôi dịu lại. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn trong nền văn hóa phương Tây cởi mở và đa chủng tộc. Ở nơi đây, có lẽ vì không ai biết tôi, cũng không ai để ý đến ai, ai làm việc nấy, nên tôi cảm thấy mình không phải gồng lên để cố gắng gò mình theo những khuôn khổ của môi trường xã hội hay những nguyên tắc và chuẩn mực mà tôi từng nghĩ rằng phải như thế mới được tôn trọng, yêu mến, phải như thế mới có chỗ đứng, mới được ghi nhận là giỏi giang, đảm đang, khéo léo. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn ra sức tô vẽ hình ảnh bản thân như một người thành đạt, với dáng vẻ chỉnh chu chuyên nghiệp như những năm tháng theo đuổi công việc sự nghiệp trước đây, mà cho phép mình chỉ đơn giản là một cô sinh viên nghèo, một người ngoại quốc ngây ngô khờ khạo, háo hức khám phá và làm quen với môi trường mới. Ngoài việc học tập và lao động để kiếm sống nơi đất khách quê người, mỗi khi có chút thời gian rảnh, tôi lại tìm đến thiên nhiên, dạo chơi và thả hồn vào với tiếng chim muông, cỏ cây, hoa lá, đi bộ cả chục cây số để đắm mình trong cảnh sắc của rừng cây đồng cỏ hay những ngôi làng cổ thanh bình với bầy cừu bầy ngựa thảnh thơi gặm cỏ bên dòng suối nhỏ róc rách đêm ngày. Thiên nhiên mang năng lượng bình an một cách diệu kỳ, giúp cho tâm trí bỗng nhiên chậm lại, tâm hồn tưởng như khô khan bỗng nhiên tươi trẻ lại, tính khí hằn học bất an bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Nhân duyên như định trước, giữ chân tôi ở lại nơi xứ sở sương mù này hơn 8 năm trời, thay vì chỉ 1 năm như dự định ban đầu. Tôi gặp một người mà khi đó tôi nghĩ rằng đó là một nửa của cuộc đời mình, người mà bấy lâu tôi tìm kiếm, người có thể thấu hiểu, chấp nhận tôi với những gì chân thật, không màu mè, giả dối. Người mà tôi tin rằng sẽ luôn yêu thương tôi, luôn ở bên đồng hành cùng tôi qua mọi vui buồn, sóng gió ở đời, và hứa hẹn đem đến cho bộ phim của cuộc đời tôi một cái kết viên mãn, hạnh phúc dài lâu. Và thế là một tiêu chí nữa trong danh mục những điều làm nên hạnh phúc ở đời mà tôi luôn hướng tới trong suốt những năm tháng tuổi trẻ lại trở thành hiện thực, đó là hôn nhân, gia đình. Rồi cứ thế, tôi tiếp tục nỗ lực đạt được những tiêu chí khác trong cái danh mục đó mà có lẽ ai trong xã hội này cũng nghĩ rằng mình cần phải có được. Lập gia đình, ổn định về kinh tế, sở hữu một căn nhà mình hằng mơ ước, một chiếc xe hơi để đi làm, đi chơi, có chút dư giả để thường xuyên đi du lịch khám phá những vùng đất mới, rồi mua sắm một vài món đồ hàng hiệu để cảm thấy tự tin, đủ đầy, vân vân. Những người quen cũ có lẽ đều nghĩ rằng tôi may mắn được sống một cuộc sống mà nhiều người cho rằng lý tưởng và chắc hẳn rất hạnh phúc, viên mãn, an nhàn. Bởi trên mạng xã hội hay qua những câu chuyện xã giao, họ chỉ thấy được những hình ảnh hào nhoáng, những khoảnh khắc tưởng như hoàn hảo, đầy ắp niềm vui, sự đủ đầy, mà không thấy được những góc khuất, những thăng trầm, lo âu, những giọt nước mắt trong cuộc đời thực của một người phía sau màn ảnh. Không mấy ai biết rằng những năm xa quê hương, thay vì làm một công việc ổn định và dần dần thăng tiến như bạn bè đồng trang lứa, tôi không hề có một sự nghiệp, mà tất bật làm đủ mọi việc từ chân tay đến bàn giấy, mang vác, lau chùi, chạy bàn, buôn bán, rồi may vá, tạp vụ, phiên dịch, đủ cả. Ngày ngày chạy từ công việc nọ đến công việc kia, có khi đến tận nửa đêm gà gáy giữa cái lạnh tê tái của mùa đông nước Anh. Có những hôm chỉ kịp gặm một miếng bánh mì, uống vội một cốc cà phê bỏ dở, và không ít lần tôi lả đi giữa guồng quay của công việc. Và cũng không ai biết rằng, không lâu sau khi kết hôn, tôi nhận ra những vấn đề nghiêm trọng
trong mối quan hệ giữa tôi và bạn đời. Không chỉ khác nhau về quan điểm và nhiều giá trị sống, mà chồng tôi còn là một con nghiện. Nghiện ngập rất nhiều thứ và sống với những hội chứng tâm lý bất ổn. Thường xuyên thu mình lại trong thế giới ảo của riêng mình và bỏ mặc tôi đối diện và lo toan mọi việc trong cuộc sống. Hơn 7 năm bên nhau, nhưng chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi khắc khoải, chơi vơi trong nỗi cô đơn giằng xé và bất mãn tột cùng trong mối quan hệ lạnh lẽo với người bạn đời. Dù tôi có khóc than đêm ngày, kêu cầu sự đồng cảm hay gắng sức tìm kiếm tiếng nói chung và mòn mỏi mong chờ sự chuyển biến tích cực, mọi thứ vẫn gần như không có gì đổi khác. Từng ngày trôi qua trong những năm tháng ấy, tâm trí tôi hoang mang trong những câu hỏi: vì sao tôi lại ở đây? Vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này và mối quan hệ này? Vì sao tôi vẫn không tìm thấy bến bờ của bình yên hạnh phúc? Vì sao cuộc đời cứ mãi ngập tràn đau thương, thất vọng? Vì sao tôi vẫn cứ mắc kẹt trong những nỗi buồn, đau, bất mãn, hoang mang trong đời? Đâu mới là con đường thực sự dẫn tôi đến với an yên và tự do? Suốt hơn 7 năm của cuộc hôn nhân ấy, ngày ngày ngoài những việc phải làm, những áp lực gánh nặng phải lo toan trong công việc và cuộc sống, tôi lặng lẽ dành thời gian đi tìm lối thoát cho những cảm xúc và nỗi bất mãn quằn quại trong mình. Không có ai thân thích ở bên, không có điều gì để bấu víu. Tôi chỉ biết lặng lẽ tìm đến thiên nhiên để bầu bạn và xoa dịu những cơn sóng lòng. Và như cơ duyên định trước, tôi tìm thấy đam mê trong việc vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp về tâm lý, tâm linh hay triết học cổ đại, mà vô tình hay hữu duyên, chồng tôi là người đã tích góp lại những cuốn sách đó qua những năm tháng tuổi trẻ. Dù đa số những cuốn sách đó anh chưa một lần đọc kỹ và cứ bỏ bẵng suốt bao năm trên giá sách, những cuốn sách đó dường như cứ âm thầm hiện hữu ở đó thông qua mối nhân duyên này, âm thầm chờ đợi cho đến khi tôi đủ buồn, đủ đau, đủ bất mãn, đủ tuyệt vọng, và khi mà mọi tiêu chí trong danh mục những điều làm nên hạnh phúc ở đời vẫn không thể đem lại được bình an hạnh phúc chân thực cho tôi, khiến tôi phải một lần nữa giáo diết kiếm tìm lối thoát và câu trả lời. Trong bối cảnh của sự tuyệt vọng, tôi chợt ý thức được sự có mặt của những cuốn sách đó, và từ sâu thẳm trong tôi có điều gì đó thôi thúc dẫn dắt tôi đọc sách, đào sâu tìm hiểu những chân lý cổ đại và nhìn sâu vào những khía cạnh trong tâm lý và cảm xúc của chính mình. Lần đầu tiên tôi lờ mờ nhận ra bản chất của vấn đề khi thành thật nhìn nhận và đối diện với những góc khuất, những mong cầu, sân hận, những lầm tưởng và thôi thúc của bản ngã trong tôi. Dù rằng trước đó tôi cũng đã có sự tiếp xúc với việc thực hành thiền và đọc nhiều cuốn sách về tâm linh, đạo lý ở đời, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự soi chiếu và sâu trong chính mình. Và cứ thế, tôi lặng lẽ đi trên con đường đó để tìm kiếm cách thức cứu vớt cho tâm hồn và con tim quá đỗi buồn đau và tổn thương của mình. Qua đọc sách, chiêm nghiệm, thiền và soi chiếu bản thân, thử nghiệm và thực hành đủ loại công cụ và giáo pháp, tôi nỗ lực và giáo diết muốn tìm cho ra câu trả lời cho những câu hỏi luôn khắc khoải trong tâm can mình, giải phóng cho tâm trí mình khỏi những đau thương giằng xé. Năm tháng trôi qua, mối quan hệ tuy không có nhiều cải thiện, nhưng nhận thức của bản thân tôi dần thông tỏ và sáng rõ mỗi ngày. Và rồi cũng đến lúc tôi thấm thía ngộ ra rằng không có bất kỳ một ai ở ngoài kia có thể cứu rỗi tôi khỏi những buồn đau, hoang mang, bất mãn ở đời. Không có bất kỳ ai hay điều gì có khả năng và có trách nhiệm phải đem lại hạnh phúc, bình yên cho tôi, dù đó có là những tiêu chí mà toàn thể xã hội nói rằng và tin rằng có được rồi sẽ hạnh phúc. Thứ duy nhất tôi có thể thay đổi được là chính bản thân mình, chính cách suy nghĩ, nhìn nhận và hành xử của mình. Khi ngộ ra những điều đó,
thay vì bị cuốn trôi trong những cảm xúc hay suy nghĩ về các tình tiết của sự việc, hay lún sâu vào việc đánh giá, chê trách, đổ lỗi cho bạn đời hay những người xung quanh, tôi luôn nhắc nhở mình rằng bạn đời, người thân và những người tôi gặp trong đời đều là những tấm gương phản chiếu cho tôi nhìn thấu những góc khuất trong chính mình, nhìn thấu những kỳ vọng không chân thực về thế giới và những niềm tin sai lệch mà tôi luôn tin là thật và gắng sức đuổi theo để đạt được, hay gò ép bản thân và người khác phải trùng khớp với những niềm tin đó. Khi nhận thức được mọi cảm xúc sầu não, sân hận đều xuất phát từ những kỳ vọng và nỗ lực kiểm soát của chính bản thân mình, thay vì oán giận, trách cứ, đổ lỗi cho bạn đời hay đổ lỗi cho cuộc đời hay cơ chế xã hội hay một sự việc hoàn cảnh cụ thể nào đó, tôi nhận ra rằng ẩn sau những điều tưởng như rất sai trái có vô số những lầm tưởng, vô số những tổn thương và nỗi đau mà một người hay một xã hội, một dân tộc đã phải trải qua trong quá khứ, và những điều đó hình thành nên cách nhìn nhận, hành xử và phòng vệ của họ trong những mối liên hệ và tương tác trong hiện tại. Không còn những hờn trách, buồn đau, thất vọng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự do, thay vì cảm thấy bí bức, bất mãn dù không có nhiều thay đổi từ phía người bạn đời. Tôi cứ ngỡ vậy là mình đã có thể chấp nhận hoàn cảnh và mình sẽ cứ thế sống cuộc sống hôn nhân gia đình đó cho đến cuối đời. Thế nhưng khi tôi thực sự không còn bất cứ sự kỳ vọng nào, không còn cảm thấy thất vọng, không còn lệ thuộc về cảm xúc và người xung quanh và hoàn cảnh sống, không còn trách móc, đổ lỗi và không còn phụ thuộc vào bất cứ ai khác mà vẫn tìm thấy hạnh phúc, bình yên tự thân, đó lại chính là lúc tôi sẵn sàng và có thể thực sự buông bỏ. Và vậy là cuộc hôn nhân khép lại. Đọng lại sau tất cả, chỉ có lòng biết ơn, yêu thương, trân trọng, bởi mối quan hệ đó đã đem lại cho tôi những bài học vô cùng sâu sắc và lớn lao trong đời. Nếu những trải nghiệm trên con đường đời tôi đã đi qua luôn bằng phẳng an vui, có lẽ tôi chưa bao giờ có đủ lý do, đủ quyết tâm và động lực để tìm đến gốc rễ của vấn đề và tường tận câu trả lời cho những băn khoăn khắc khoải về sự tồn tại của bản thân mình, về bản chất của thực tại hay ý nghĩa của kiếp người. Tôi thầm cảm ơn người bạn đời đã đóng vai một người chồng ích kỷ vô tình và những năm tháng đầy buồn đau thăng trầm mà tôi đã phải trải qua. Kỳ lạ thay, tôi không còn cảm thấy cô đơn và cũng không còn cảm thấy ngột ngạt, bí bức hay bất mãn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thực sự được tự do và hoàn toàn có thể vui sống, an nhiên giữa đời. Tôi cảm nhận được niềm tin vững chắc rằng trên từng bước chân thăng trầm, cuộc đời vẫn luôn ngập tràn những điều tốt đẹp nếu tôi luôn giữ vững và nuôi dưỡng lòng biết ơn, trân trọng và yêu thương vô điều kiện trong trái tim mình. Sống một cách đơn giản, chân thành, lắng nghe và đi theo tiếng gọi của tâm hồn hay sự dẫn dắt của vũ trụ, với niềm tin vững chắc vào cuộc đời, với lòng biết ơn, yêu thương